bệnh xương khớp thông qua chế độ ăn uống. Như đã nêu rõ, nguyên nhân gây ra bệnh đau nhức xương khớp ở video trước là do quá trình lão hóa của cơ thể, khiến sụn trở nên giòn và dễ gãy. Béo phì thừa cân khiến các khớp xương gánh tải trọng lớn. Tính chất công việc mang vác nặng làm khớp xương chịu áp lực lớn. Chấn thương hoặc va đập mạnh làm ảnh hưởng đến sụn bao hạt dịch. Để giúp các khớp xương được chắc khỏe, dẻo dai thì chế độ dinh dưỡng hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Vậy người bệnh xương khớp nên ăn gì? Bổ sung vỏ tôm cung cấp dinh dưỡng cho sụn, giúp tạo dịch và tái tạo sụn khớp. Nước hầm xương ấm, sụn động vật cũng đẩy lùi các cơn đau xương khớp. Có những loại thực phẩm bổ sung chất nhờn tự nhiên cho khớp hiệu quả như cà chua, rau mồng tơi, bơ, đậu bắp, ngũ cốc. Bơ kết hợp với đậu nành có khả năng kích thích tế bào sụn sinh trưởng collagen, một thành phần protein chính trong sụn gân xương. Các loại cá thu, cá trích, cá hồi rất giàu omega 3, có khả năng chống viêm rất tốt. Trái cây đu đủ, dứa và vitamin C như cam, quýt, bưởi, chanh giúp kháng viêm cũng như tăng cường độ dẻo dai cho các khớp. Bạn cũng nên tránh vận động quá sức hoặc hạn chế bưng vác vật nặng để đảm bảo xương khớp nhanh chóng được phục hồi. Ngoài ra, bạn cũng nên giữ cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục, đi bộ mỗi ngày để các cơn đau nhức khớp nhanh chóng tan biến. Sức khỏe cũng được cải thiện, cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ khách hàng của Bilura sau quá trình ăn uống sinh hoạt lành mạnh dưới đây nhé. Tôi tên là Nguyễn Văn Tuấn, 60 tuổi, sống ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị bệnh gai đốt sống cổ đã được hơn 2 năm rưỡi rồi. Trước đây tôi điều trị bằng cách uống thuốc tây thì kết quả chỉ tạm thời mà thôi. Sau khi hết thuốc thì đau trở lại. Căn bệnh này khiến cho chất lượng cuộc sống của tôi giảm sút, thường hay đau nhức cổ, khó mà cử động thoải mái được. Trong lúc bế tắc, tôi lại được biết đến công ty Bilura nhờ sự giới thiệu của một người thân. Tôi đã trực tiếp đến công ty Bilura và được các chuyên gia tư vấn tận tình chế độ dinh dưỡng, ví dụ như vỏ tôm, nước hầm xương ống, sụn động vật và bổ sung thêm một số dinh dưỡng từ các loại thực phẩm như đậu bắp, đậu nành, bơ, các loại cá, rau xanh, củ quả, kết hợp với việc tập thể dục, đi bộ hàng ngày và giữ cho trọng lượng một cách hợp lý. Sau khi tuân thủ đúng chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế thì tôi thấy tình trạng đau xương khớp ở vùng cổ đã được cải thiện đáng kể. Có phải bạn đang thắc mắc tại sao căn bệnh xương khớp của khách hàng trên lại cải thiện hiệu quả như vậy phải không? Phải chăng chỉ nhờ vào quá trình ăn uống và chế độ sinh hoạt? Hãy cùng Bilura theo dõi video tiếp theo để có được lời giải đáp thỏa đáng bạn nhé! Có bất cứ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với Bilura theo hotline 0909 263 124 hoặc 0962 158 661 nhé! Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website quendibenhxuongkhop.com, youtube.com/BiluraTV hoặc bạn có thể đến địa chỉ dược phẩm Bilura tại số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể nhé. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilura TV.